xin hỏi là mối liên hệ giữa tứ thánh quả và tứ thiền. Tứ thiền, người đắc tứ thiền thì không có nghĩa là họ phải đắc tứ quả, có nghĩa là người chứng thiền không có nghĩa là họ chứng thánh, và người chứng thánh không có nghĩa là họ chứng thiền. Chứng thiền và chứng thánh nó không dính dáng gì nhau hết. Một người có thể vừa chứng thánh vừa chứng thiền, và có người có thể không chứng thiền và cũng không chứng thánh. Thành ra đó, cái chuyện chứng thiền và chứng thánh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Nó giống như á, là chúng ta có thể ăn cơm với ăn cơm với thịt và ăn cơm với rau, thì có người họ chỉ thích ăn cơm với thịt thôi, họ không thích ăn cơm với rau. Có người họ chỉ thích ăn cơm với rau chứ họ không thích ăn cơm với thịt. Có người họ thích ăn luôn vừa thịt, vừa có thịt vừa có rau. Mà cũng có người nghèo quá là họ chỉ ăn cơm không chứ không có rau và cũng không có thịt. Đấy. Cho nên là hai cái này nói mà mối liên hệ thì nó liên hệ như vậy. Nha, liên hệ bằng cách là nó không có liên hệ. Nha. Tuy nhiên á, cái việc mà chứng thiền thì nó cũng sẽ có cái sự hỗ trợ nhất định cho cái việc chứng thánh. Và ngược lại, cái việc chứng thánh cũng có sự hỗ trợ nhất định khi mà vị đó muốn chứng thiền. Nhưng mà như là ngày tôi nhớ, nếu như tôi nhớ không nhầm là ngày Mô Cốc, hoặc là một vị thánh tăng, tôi không nhớ, vị đó nói như thế này: đối với cá nhân vị đó thì việc chứng thánh dễ hơn chứng thiền. Bằng chứng là vị đó có thể chứng, vị đó chứng A-la-hán mà vị đó vẫn chưa chứng được thiền. Và đối với vị đó, cái việc chứng thiền coi vậy chứ nó khó hơn chứng thánh. Đấy.